Enter này. Về rồi. Nào, ôi rồi ôi anh em ơi. Đứng im ở không, không đứng im, rơi vào khoảng 881V và uầy, nó còn tự ép xung lên 192 và mức điện chúng ta đã giảm xuống còn 160 ấy, 150 160 rồi. Tức là đã giảm được khoảng tầm 40W rồi. Và hiện tại nhiệt độ chúng ta đã giảm được hơn 5 độ từ 73 xuống còn 66. Quá là đáng sợ đúng không anh em? Dạo này tôi thấy anh em rất là hay phàn nàn với bộ máy của mình nhá. Nào thì coil wind này, nào thì nóng này, nào thì quạt to này, nào thì nhiều điện quá, sập cổng nguồn này. Không, không sao anh em ạ. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em một bộ môn mang tên là Undervolt nhá. Nhưng mà Undervolt là gì anh em nhỉ? Undervolt ấy, cho cạc ấy, thì có thể đơn giản là hiểu là giảm điện cho cạc. Thế thôi, nó cũng như là CPU thôi. Undervolt CPU là giảm điện cho CPU, còn Undervolt cho cạc là giảm điện cho cạc. Đơn giản là như thế. Nghe đến đây thì nhiều anh em có vẻ như là vẫn chưa hiểu lắm. Thì bây giờ mình sẽ giải thích một cách gọi là lớp 1, lớp 2 nhá. Thì đây sẽ là một chiếc cạc màn hình. Hãy tưởng tượng nó là một cái thợ đi. Thì cái thợ này sẽ làm được giao 3 công việc và họ sẽ yêu cầu là ăn 3 tô cơm. Đấy, thế thì đấy là chạy bình thường, làm 3 công việc, ăn 3 tô cơm. Nhưng mà nếu mà anh em ép xung thì sẽ là làm 4 công việc nhưng lại là 5 tô cơm cơ. Bởi vì cần nhiều điện hơn để làm thêm một công việc như thế. Bởi vì như thế là đang quá sức với cả người ấy rồi. Thế nên là phải trả nhiều tiền hơn, phải trả nhiều sức hơn, phải trả nhiều bát cơm hơn. Còn Undervolt ấy sẽ là vẫn làm 3 công việc đấy nhưng chỉ cho ăn 2 tô cơm thôi. Bởi vì anh ý chỉ cần 2 tô cơm, cái thợ này chỉ cần đúng 2 tô cơm là có thể làm được 3 công việc rồi. Nhưng mà nhiều nhà sản xuất ấy, họ vẫn để đảm bảo rằng là sự an toàn giữa các thợ này, an toàn giữa các cạc này, an toàn giữa những công việc này. Thế nên là họ cho cao hơn một chút là 3 tô cơm để làm 3 công việc ấy. Nhưng giới hạn con này, tức là ví dụ như một chiếc cạc này có thể hoạt động rất là thoải mái ở mức 2 tô cơm thôi. Bây giờ thì cùng mình thử vào trong máy rồi gọi là setup Undervolt nhá. Rồi, ok. Thì chỗ này đang hơi bề bừa tí anh em ạ. Anh Đạt vừa mới review con vô lăng xong thì cũng đang ở trong game, mình Đạt luôn để mình thoát ra ngoài nhá. Mình đổ đê phát. Bây giờ thì chúng ta sẽ cần những gì để có thể Undervolt. Đầu tiên, chỉ cần có 2 thứ thôi. Thứ nhất là chúng ta sẽ cần MSI Afterburner. Đây, MSI Afterburner cộng với cả RTSS. Tức là khi mà anh em cài MSI Afterburner ấy thì nó sẽ đi kèm với cả cái RTSS đấy luôn. Cái đấy thì để giúp anh em, thứ nhất nhá, cái phần mềm này để giúp anh em có thể tùy chỉnh được các thông số của cạc, tốc độ quạt này, xung này, mem này, hay là mọi thứ linh tinh gì đấy. Thứ hai, anh em cần một phần mềm benchmark cho cạc màn hình. Mình đang có ở đây đó chính là Heaven Benchmark 4.0. Cái phần mềm này thì anh em quá là quen thuộc rồi và anh em sẽ nên để ở Extreme. Bước đầu tiên thì mình sẽ làm một việc, đó chính là vào trong setting của MSI. Đây, vào trong setting này, rồi bật tất cả những cái khu vực này lên. Unlock Voltage Control này, Unlock Voltage Monitoring này và Force Constant Voltage. Tất cả những cái này đều liên quan tới cả cái volt của chiếc cạc màn hình. Và tất nhiên chúng ta đều phải bật lên. Ok, reset này. Đấy, đấy anh em thấy không? Bật phát lên là sẽ nhìn thấy 660mV này. Nếu mà anh em không bật lên nhá là kiểu gì cũng không có. Mình có thể đảm bảo là như thế luôn. Trong lúc đấy thì mình sẽ cùng đồng thời tăng kích cỡ của RTSS lên để đảm bảo rằng chúng ta sẽ có thể nhìn rõ. Rồi, tiếp theo này, với phần mềm Unigine Heaven Benchmark, cái phần mềm này thì giúp anh em benchmark, mình đã nói rồi. Anh em có thể chọn các phần mềm khác, ví dụ Fermark này hay là tất cả các loại Mark gì tùy anh em, Mark Zuckerberg gì tùy. Nhưng mình khuyên là anh em nên để ở mức Extreme hay cao nhất và để ở cửa sổ nhá, để đảm bảo rằng chúng ta có thể vừa load 100% cả màn hình nhưng vẫn có thể quản trị được cái phần mềm MSI ở bên ngoài. Hãy bấm run đi nhá. Điều đầu tiên này, bước đầu tiên chúng ta cần làm đó chính là lấy base của chiếc cạc màn hình. Nó sẽ như thế nào? Bật base đây, base nhá, run này. Rồi, muốn phát hiện luôn nhá. Nhờ có cái MSI và RTSS này, chúng ta có thể nhìn thấy cái thông số này, nhiệt độ cạc màn hình này, mức độ sử dụng này, điện này, xung này và cả mem nữa, rất là hấp dẫn. Thì hiện tại chiếc cạc chúng ta vừa chạy phát đã lên 200W rồi và mức nhiệt độ của nó thì đang ở 59 thôi, nhưng mà đợi một tí thôi đấy, nó tăng dần, nó sẽ tăng dần lên và lên khoảng tầm 70. Bởi vì chiếc cạc màn hình này, nhìn trong cái vỏ cây này, tuy anh Đạt đã đóng kín lại tất cả các lỗ nhưng mà anh Đạt những cái chỗ nào có lỗ thì anh Đạt vẫn cho quạt vào, cho nên là cạc vẫn khá là mát so với cái tiêu chuẩn nóng của thế giới bây giờ. Thì đây,
sao nó cứ 6-7 nhá. Đứa đợi mình tí nhá, đợi đấy, nó thỉnh thoảng nó cứ 6-7-9 mấy thôi. Thì hiện tại nó vẫn đang rơi vào khoảng tầm 200W, 190-200W. Và mức sum của nó thì đang rơi vào khoảng tầm 1900 tới 1920. Và nhiệt độ thì đang nhảy lên lên mức 66-67 này. Và dần dần sẽ lên mức khoảng tầm 70 độ thôi. Đợi mình một chút nhá, để cho nó lên cao hẳn đi. Ok, rồi, sau khoảng tầm 5 phút thì mình đã có thể thấy rằng là chiếc cạc chúng ta đang khá là nóng đấy, khoảng tầm 74 độ. Và hiện tại thì mức xung nó chạy loanh quanh khoảng tầm 1875 tới 1890 rồi lên tới 1950. Và nhưng mà mức điện thì vẫn rơi khoảng tầm 200W. Bây giờ thì làm thế nào để giảm nó xuống? Đơn giản là ăn ở vô. Thì bây giờ nhá, mình disclaimer, mình gọi là thông báo trước, mình cảnh cáo trước cho anh em này là đây đều dựa vào kiến thức của mình, những gì mình tìm hiểu và những cái kinh nghiệm của mình nhá. Đây không phải là chính xác 100%, đây chỉ đều là dựa vào kinh nghiệm, số lượng cạc mình đã đụng vào thôi. Nhưng mà mình nghĩ là nó đúng khoảng tầm 80-90% đấy. Và cái kiến thức này thì chỉ dành riêng cho cạc 30 nhá. Và cạc NVIDIA 30 nhá. Có thể là 10 nó khác hơn một chút, 970 hay là 980 nó khác hơn một chút, AMD thì càng khác luôn. Thế nên là tùy vào cạc của anh em, nên anh em lựa chọn và tìm hiểu về cái cách undervolt của cạc mình nhá. Rồi, thì nó vẫn đang ở mức 73 độ, vẫn ở mức 200W, vẫn mức khoảng tầm 1900. Thì chúng ta sẽ có hai cách để undervolt, hai trường phái để undervolt. Đầu tiên đó chính là một mức điện cố định. Ok chưa? Mức điện cố định là sao? Tức là bây giờ thay vì là 200W thì mình sẽ lựa chọn là chỉ cho nó khoảng tầm 150-140W thôi. Cái này thì làm như nào? Đầu tiên anh em vào MSI Afterburner cho mình, và tiếp theo anh em bấm vào khu vực này đây, Curve Editor. Bấm vào đây phát là anh em sẽ nhìn thấy đó chính là tất cả những mức xung đồng thời mức điện của chiếc cạc màn hình chúng ta đang chạy. Ví dụ chẳng hạn như đúng không? Bây giờ anh em nhìn này, 1000 ở đây khoảng tầm chạy 1800 này, thì tức là nó sẽ hút khoảng tầm ở đấy 975 mV. Thế thì chúng ta bây giờ cần giảm nó xuống để khiến cho cạc chúng ta có thể chạy mát mẻ hơn. Nếu mà anh em chỉnh cái này thì anh em sẽ làm một bước này cho mình. Đầu tiên nhá, anh em hãy lựa chọn mức điện mà mình muốn chỉnh. Đấy, mức điện mà mình muốn chỉnh. Ví dụ như chẳng hạn mình muốn khóa nó về 950V nhá. Mình bấm vào 950V này, rồi mình giữ shift kéo một phát từ 950V đến hết. Rồi mình sẽ bấm shift enter. Rồi lúc đấy nó sẽ hiện ra, thay vì là offset phải không, cộng trừ, thì nó sẽ hiện ra số xung cố định. Và mình sẽ ghi ở đây là, bởi vì lúc nãy mình thấy là nó đang chạy ở mức bao nhiêu nhỉ, 1900 thôi, 1900 rồi đấy. Thì mình sẽ cố định cho nó 1900 đi, 1900, enter. Và như anh em đã thấy thì từ khoảng tầm 950 trở đi nó sẽ chỉ chạy đúng ở 1900 thôi. Và khi đấy thì cạc nó sẽ tự biết là lấy đúng cái số điện thấp nhất để chạy cho mức xung này. Và để có thể apply được thì chúng ta chỉ cần vào trong Afterburner rồi bấm apply. Đấy, anh em thấy không? Đấy, bây giờ nó đang dừng lại ở 956 này, 956 này. Và mức xung hiện tại của chúng ta đang nó lại đang bị hơi lệch một tí thôi. Cái này nó bị thế rất là cay nhé, 1900, enter. Nói chung là cứ phải bấm lại 1-2 lần gì đấy, shift. Đấy, nó cứ tự nhảy lên một tí không. Rồi, bây giờ thì anh em thấy chưa, lốc ở 950 mV rồi nhá. Và điện chúng ta đã giảm được 10W. Đồng thời xung thì cố định luôn ở 1905. Cái cạc này thì nó cứ tự động, thỉnh thoảng nó cứ tự boost lên, nên mình không biết tại sao. Cái này nếu mà anh em nào có kiến thức sâu hơn về cái kiểu auto boost hay cái gì của những chiếc cạc 30 mới ấy, thì anh có thể để ở dưới comment để cho các anh em khác cũng biết nhá. Rồi, thì có vẻ như là với mức 950 này thì chiếc cạc chúng ta đang khá là ổn định ở 1900W. Bây giờ thì mình cùng giảm xuống nhá. Lại tiếp tục như thế thôi, lại giảm xuống ví dụ như là đến 925 đi. Đây, lại bấm 925 đúng không? Shift từ 925 trở đi này, shift enter này, rồi làm phát 1900, enter. Đấy, chứ thôi, mình nhớ để ở dưới rồi, mình nhớ để ở dưới một chút rồi, có vẻ như là 115V vẫn là gì. Và chúng ta lại apply thôi. Đấy, thấy không? Nó lại bắt đầu tạo một đường curve này. Thì mình không muốn cái đường cong đấy ở đây, mình chỉ muốn đường thẳng thôi. 1900, enter. Ất nhầm. Thế, 1900, enter. Rồi. Đấy, rồi, ok. Vậy là, đấy, anh em thấy không? 1918 mV và đang ping luôn ở 1905. Và chúng ta lại giảm được thêm khoảng tầm 10W nữa, là 180W rồi, còn 180W thôi. Bây giờ đi tiếp rồi anh em à, đi tiếp đi. Bây giờ mình làm chơi bước lớn luôn nhá. Mình giảm hẳn xuống 875 đi. Ok, 875, 1900 này, lại enter tiếp. V này,
apply này. Đấy, nó sẽ lại chỉnh curve thì anh em lại chỉnh lại cho mình nhá. 1900. Enter này. Về. Rồi. Nào, ôi rồi ôi anh em ơi. Đứng im ở không đứng im, rơi vào khoảng 881V và uầy, nó còn tự ép xung lên 192 và mức điện chúng ta đã giảm xuống còn 150 rồi, tức là đã giảm được khoảng tầm 40W rồi. Và hiện tại nhiệt độ chúng ta đã giảm được hơn 5 độ, từ 73 xuống còn 66. Khá là đáng sợ đúng không anh em? Nhưng mà bây giờ mình sẽ chơi lớn đi, chơi mạnh đi. Mình sẽ giảm hẳn xuống 850V anh em nhá. 850mV nhỉ? 850V hơi cao quá. Rồi, 1900 này. Enter. Đấy, nó lại thành curve rồi. Anh em nhìn thấy không? Nó tự động thành curve này, tự động thành thành đường cong này, thì anh mình không muốn điều này ở đây nhá. Lại bấm vào đấy, điểm điểm thấp nhất rồi mình sẽ bấm là 1900. Enter. Đấy. Đấy, đây là điều mà mình muốn anh em biết là tại sao mình phải làm video này. Bởi vì nhá, không phải mức vô nào cũng hoạt động tốt được. Đúng là người bạn này có thể ăn 2 tô cơm mà vẫn làm 3 công việc. Nhưng mà nếu mà anh em chỉ cần cho 1,9 tô cơm thôi là em ý crash luôn. Anh em ý gọi là linh thanh bạch luôn. Thế nên có vẻ như cái mức 1900 không hợp lắm với cả 850. Thế nên là mình sẽ giảm xuống 1850 nhá, cho nó đảm bảo đi nhá. 1850 đây. 1850 enter. Rồi, lại apply. Rồi, đấy, curve tự chỉnh xuống này. Và hiện tại thì mình đang khóa luôn ở 1845 này với mức điện là 97, không phải 97, từ từ. 100 không phải từ cảnh chưa dùng hết cái đây. 142W anh em ạ, tức là mình đã giảm đến hơn khoảng tầm 60W rồi mà mức ui ôi mức nhiệt độ của mình còn 61 độ luôn, tức là giảm đến hơn 10 độ, điên cuồng. Đây, và nếu mà anh em xem MSI Afterburner đứng im ở 850V, 850mV và xung thì 1845 đứng im luôn, không hề di chuyển. Nhiệt độ rất mát, quạt thì chạy gần như còn chả chạy cơ. Rồi thì điện thì ui dồi ôi, cứ chạy khoảng tầm 130, 140 thoải mái, không vấn đề gì cả. Đến mức như này thì mình khuyên anh em một điều, đó chính là anh em hãy cho nó chạy khoảng tầm nửa tiếng, một tiếng, nhiều khi là cả nửa ngày đi, để xem là liệu rằng nó có ổn định ở mức xung này không, nó có ổn định ở mức điện này không. Và nếu mà có bị kiểu bị crash như vừa rồi ấy, thì anh em có thể làm một trong hai việc. Một là giảm mức này xuống, ví dụ như ở đây là 1850 thì giảm xuống 1840 hoặc 1830 gì đấy, hoặc là tăng mức điện lên một chút, ví dụ như đang ở là 850mV thì anh em có thể tăng lên là 865, 870 hay gì đấy xung quanh như thế. Với cái mức bây giờ ấy thì mình đang khá thành công rồi, bởi vì mình có thể đạt được giảm là 60W, tức là khóa nó ở khoảng tầm 140W tới 150W. Thế là đã thành công với cả cái cách undervolt thứ nhất. Đấy, và cái hình thức cuối cùng để ép xung thôi, đó chính là ép xung VRAM. Thì với chiếc cạc này mình có một chút kinh nghiệm rồi và mình cảm thấy an toàn khi mà ở 900 cộng thêm 900mV nữa anh em nhá. À 900MHz nữa nhá, 900MHz nữa. Và khiến cho cạc chúng ta tăng lên là 7900MHz. Và cái mức này thì sẽ không bị artifact, lên khoảng tầm 1000 hoặc 1100 ấy thì cạc anh em sẽ bị artifact nhá. Cái lúc đấy thì nhìn trông ghê nó buồn cười lắm. Nên là thôi đừng. Đấy, và như thế nào, và có vẻ như là tăng RAM tí là nó tăng chút điện rồi, không sao cả. Và bây giờ mình sẽ để cho nó chạy một lúc nhá. Nhiệt độ thì vẫn 63, xung thì vẫn khóa ở 1845, cạc thì thoải mái luôn, mát mẻ, hiệu năng ổn áp, không vấn đề gì cả. Thực sự đây là một điều mà mình khuyên anh em nên làm. Thứ nhất là cái việc undervolt ấy nó sẽ không gây cái hại gì cả. Anh em ép xung thì sẽ khiến cho nóng máy, nhưng undervolt ấy thì nó giống như kiểu là đưa cho nó về đúng cái giá trị vốn có của nó ấy, anh em ạ. Thế nên là về cái việc crash này ấy, chỉ đơn giản là vì anh em không đưa đủ điện thôi. Và mình thực sự mình rất lạ, mình gần như chưa bao giờ nghe thấy ai kiểu undervolt mà cháy máy cả đấy nhá. Thế nên là anh em cứ thoải mái mà experience đi, cứ thoải mái mà thử nghiệm đi. Đấy, đấy sẽ là cái phương thức đầu tiên. Vậy thì mình cảm thấy ổn định đúng không? Mình sẽ lock lại, xếp nó ở profile thứ nhất. Thế là xong rồi. Vậy thế là xong một profile. Đây sẽ gọi là profile tiết kiệm điện, mát mẻ mà lại còn chơi thoải mái nữa.
Nhưng sẽ có trường phái thứ hai trong Underworld, đó chính là giữ sung cao nhưng giảm điểm xuống. Cái này thì lại khác hơn một chút. Ví dụ như anh em thấy lúc nãy chiếc cạch này chạy ở rơi vào khoảng tầm 1950 đúng không? Xung quanh khoảng đấy, trung bình khoảng đấy. Thế nên bây giờ mình sẽ lấp nó ở 1950 nhưng vẫn giảm mức điện xuống để đảm bảo rằng nó chỉ cần đúng đủ như thế thôi để chạy 1950. Bây giờ thì cùng thử như thế nhá. Thì để bắt đầu với cả cái trường phái thứ hai thì việc đầu tiên anh em cần làm đó chính là bấm vào cái nút reset này. Đấy, bấm vào cái nút reset để có thể đưa hết tất cả các dòng curve lại như bình thường. Và anh em hãy để ý, đây anh em nhìn này, anh em hãy để ý vào cái đường dọc. Có một cái dọc ở giữa này và dọc ở ngang này. Nó sẽ có một cái dọc đây là mức xung và mức điện đang chạy. Thì anh em sẽ xem nó đang rơi vào khoảng tầm bao nhiêu. Và hiện tại thì đang rơi vào khoảng tầm 92, 968, 950 xung quanh tầm đấy. Mà nhiều khi lên cả 981, chưa lên 1000. Thế nên là cũng khá là tốt rồi. Nhưng mà khoảng tầm 980 mấy, 960 mấy. Thì bây giờ mình sẽ lốc nó ở 19, tức là xung ở 1950. Và điện thì ở 1975 này nhá. À, ở 975mV này nhá. Thì mình sẽ lựa chọn là 975mV. Đó, 975mV. Mình lại bấm shift phát để kéo tất cả các giá trị từ 975mV trở lên. Shift Enter để chỉnh thông số. Rồi bấm phát 1950 vào để đúng số xung mà mình muốn lựa chọn nhá. 1950 Enter. Thẳng một đường luôn, đẹp đẽ luôn. Và apply. Đấy, đã lock lại ở 975 rồi. Và sao xung lại xuống này. À, có vẻ như là apply phát là nó bị UA luôn. Mình lại phải chỉnh lại thôi, lại phải chỉnh lại thôi. 19 này, à, chết rồi, nhầm rồi. 1950, Enter. Chạy đi. Đấy, được luôn. Thế không anh em ạ? Nhưng mà tại vì nhá, mình đang cơ bản là chạy mức xung boost cao và chạy mức điện như bình thường, thế nên là điện gần như là không giảm, có vẻ như giảm vài độ, giảm vài watt thôi, nhưng mà gần như là không có thay đổi gì cả. Thế nên là bây giờ là cái lúc anh em cần phải experience, lại phải trải nghiệm, đúng không? Tiếp theo này, mình sẽ cứ, bởi vì cái làm việc này nó hơi nguy hiểm một chút, như kiểu là anh em đẩy giới hạn cao quá mà cho cơm ít quá, cho nên là anh em cần phải làm từng cái mini vol một nhá, từng cái nấc một nhá. Bây giờ mình sẽ nấc tiếp theo này, cái nấc này là cái nấc mình đoán là nấc 968 này, mình sẽ cho lên 1950 này để cho ngang hàng với cả mấy cái kia này. 1950 nhá, apply. Nó hơi bị giảm xung xuống, đợi tí. Cứ tạo thành cái curve nó lại bị như thế anh em ạ. 1950 rồi, ok. Nó lại đang không thích chạy ở 175, 185 anh em ạ. Bây giờ mình lại phải kéo shift phát đi. Thôi, hay chơi lớn nhá. Chơi lớn đi, từ 950 luôn đi. Cho nó đáng sợ nhỉ. 1950 từ 950mV nhá. Bấm apply này. Rồi, ok. Đã giảm xuống 950mV này. Đã xung ping lại ở 1950 này. Và điện thì chưa giảm bao nhiêu, bởi vì là thực ra có 1-2mV nó không đáng lắm. Đấy. Cả vẫn như thế, mọi thứ vẫn như thế. Nhưng bây giờ mình lại giảm tiếp xuống nhá. Hẳn một bước 25 đi, 25mV nữa đi. Đấy. 925 này. 1950. Enter. Apply tiếp. Lại thành công rồi. Và hiện tại đang chạy ở 925mV và xung thì là 1950, và nó có vẻ như nó cứ tự động boost lên, mình không hiểu sao nó cứ tự động boost lên khoảng tầm cộng thêm 15V, 15W, nhầm. Nó cứ tự động boost lên mấy mega đấy. Rất là cay. Và hiện tại thì đấy, đã giảm được khoảng tầm 15W rồi, còn 180 190W thôi, khoảng tầm 10-15W rồi. Và xem nào, có nên đi xuống nữa không? Chờ nữa đi anh em nhá. 900 này, lại ship này. Lại bấm vào giá trị này. 1950. Boom. Apply. Rồi, lại được rồi. Đấy, lại giảm thêm 10W nữa. Và hiện tại thì đấy, nhiệt độ bắt đầu giảm rồi này. Xung thì vẫn đứng im này, nhưng mà nhiệt độ và điện bắt đầu giảm xuống rồi này. Chúng ta đang đi vào những vùng đất nguy hiểm rồi đấy anh em ạ. Bởi vì thực sự à đấy. Vừa nói xong phát sập luôn. Đấy, đã đứng đơ rồi. Có vẻ như là cái tự động, cái đây là lý do sao anh em biết không? Tại vì cái tự động boost này nó cứ tự động nhảy lên 1965 này, rất là khó chịu nhá. Thế thì bây giờ làm nào bây giờ nhỉ? Cứ tự động nhảy lên 1980 này, trong khi mức điện của mình, mức xung của mình và tất cả mọi thứ của mình đang cố gắng ép nó xuống. Mà rõ ràng là mình không bật chế độ OC ở trên chiếc cạc này lên. Mình đang không hiểu sao, hay là mình chơi kiểu gọi là kiểu toán học ngày xưa nhỉ? Là đấy, lại crash rồi. Cái thế nhỉ? Đấy, thế nên là đấy lý do sao mà mình làm video này, không mỗi cạc mỗi khác, mỗi con máy mỗi khác, thế nên là anh em cần phải tự tùy chỉnh, tự tùy biến. Ví dụ như vừa rồi là mình đang đặt cái kế hoạch là đấy, lốc ở 1950 megahertz, nhưng mà nó không thành công
Và bởi vì là chiếc cảnh này cứ tự động boost lên cao thôi, thế nên là mình sẽ tăng điện lên một chút đi. Mình sẽ lại reset lại này. Xong mình sẽ khoảng tầm 925 đi nhỉ, 912 đi, 912 này, 1950 này. Rồi, V. Nó lại thành curve rồi, nó lại thành đường cong rồi. 1950, Enter. À, rồi, đang khóa nhá. Đang khóa ở 912 này. Chạy một lúc đi xem nào. Bởi vì đấy, thỉnh thoảng nó cứ tự động boost, khó chịu quá. Thực sự khó chịu đấy. Đấy, thỉnh thoảng nó tự động này. Anh em nhìn thấy không? Rõ ràng mình khóa đây rồi nhá. Nó tự động chạy mức điện cao hơn, tự động chạy mức cao lên này, rất là khó chịu. Đấy. Nói chung là thế giới diệu kỳ của máy tính mà, anh em không biết ở đâu. Thì theo như những gì mình sẽ làm ấy, thì theo những gì mà mình đang nhìn đấy, thì có vẻ như chiếc cạc đã giảm được khoảng tầm 5 độ, 6 độ gì đấy. Và mức điện thì tại vì nó đang chưa mắc lốt, đợi tí lên mắc lốt nha. Mức điện bao nhiêu này? Đây, 98. Thì mức điện giảm khoảng tầm 30W, tức là 1/6 ạ. 1/6, khoảng tầm 1/6. 30W khoảng tầm 1/6 gì đấy. Và mức nhiệt độ thì giảm khoảng tầm 5 độ, tức là cũng khá là chất. Và mình hiện tại đang khóa ở 1950 với cả 1965, xung quanh tầm đấy. Thì nếu mà anh em ở nhà ấy, thì đấy, mình như mình đã bảo rồi, mình khuyên rằng anh em nên chạy con này khoảng tầm 100W, 10 giờ, 2, 3 tiếng gì đấy, để xem nó có ổn định không. Rồi sau đấy anh em mới có nên lốc lại nó vào. Và mình sẽ vẫn cộng thêm 900MHz ở VRAM nữa để cho nó maximum overclock đi, và để khiến cho chiếc cạc của chúng ta có VRAM ở mức 7900. Thế thì nhưng mà cuối cùng thì hiệu năng lên nha, có khác biệt gì không? Cái profile thứ nhất thì chúng ta giảm xung, profile thứ hai thì chúng ta giữ xung, thì nó sẽ như nào? Đây, để mình cho anh em xem kết quả luôn nhá. Thì cái kết quả của chúng ta ở đây sẽ như thế này. Profile, lúc nãy mình để profile 1 và profile 2 là bao nhiêu nhỉ? Đợi tí mình check. Mình có test trước rồi. À, mình để profile 2 ở 2000 á. Ui, mình để profile ở 2000 và mức điện là 900 bao nhiêu đây? 900 ba mấy gì đấy. Từ, đợi bật lại profile 2 đã. Hơi gắt nha. Mình để profile 2 lúc test là mình để 1995 với cả ở mức xung là 937. Đấy, và mình test thấy cái đấy ổn định, bởi vì là mình tăng điện khá là cao lên, và cái mức khi đấy thì cái mức nhiệt độ nó gần như là bằng nhau, nhưng mà được cái là tăng hiệu năng. Thì bây giờ mình sẽ cho anh em xem cái tăng hiệu năng của mình nó là như nào nhá. MSI Afterburner của tôi đâu? Ở đây. Đây thì nếu mà anh em nhìn thấy ở đây ấy, thì mình đã test với cả phần mềm. Thực ra máy đạt không có cái phần mềm gì để test cả, mình chỉ có mỗi cái game đua xe thôi. Thì mình test cái đua xe ấy, thì khi mà anh em đây, để mình xóa cái này đi, cái này là test fake. Khi mà anh em không ép xung, không làm gì cả, không undervolt, không gì hết, thì mình sẽ đạt được trung bình là 81 fps. Ok chưa? 81 fps nhá. Khi mà mình undervolt xuống 1850 và để mức xung rất là mát, mức điện rất là mát, thì mình giảm hẳn 0.7 fps anh em ạ, nhiều quá. Còn đến cái lúc mà mình ép xung lên khoảng tầm 2000 MHz ấy, thì mình tăng lên hẳn được 2 fps 2, tức là 2.5% anh em ạ, tức là ép xung lên là tăng được 2.5%. Nhưng mà được cái là điện vẫn thế, nhiệt vẫn thế, nhưng mà được thêm 2.5%, nó là hơi buồn cười. Thế nên là mình khuyên anh em nên chơi theo gọi là chiều hướng thứ một nhá. Giảm có 1 fps thôi mà lại còn giảm nhiệt kinh khủng khiếp, giảm điện kinh khủng khiếp, giảm 10W điện, giảm tận bao nhiêu nhỉ? Giảm tận 10 độ và giảm tận 50-60W điện là khá là khủng với cả một bộ máy, với cả một chiếc cạc như này đấy anh em ạ. Thế nếu mà anh em hứng thú với cả các undervolt ấy, thì anh em có thể xem cái video trước mình undervolt chiếc CPU i9-3900K để cho nó nhiệt độ thoải mái hơn một chút và có thể chơi được với cả những chiếc tản nhiệt khí ấy, anh em nhé. Còn nếu mà anh em cảm thấy cái video nào hay và hấp dẫn thì hãy bấm like và subscribe. Còn anh em mà hứng thú với cái chiếc máy của anh Đạt ấy, thì chỉ có liên hệ anh Đạt để làm thôi, còn chúng mình không bán đâu anh em ạ. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video này và hy vọng gặp lại anh em ở video khác nhé. We'll be right back.